Hello mấy chú nha, nay sẵn con đóng hàng thì quay cho mấy chú xem nha. Cái chú này ở Quảng Ninh mua hai con máy nha, 661 kéo 2 kg nha, 1 kg 8, 1 kg m2, với lại con xét đô man 120 nha, kéo 1 kg 6, 3 cộng xích nha. Chú mua thêm 5 lon nhớt, nhớt này bên con có bán nha, nhớt này là nhớt hay thì của Huana nha. Nhớt này thì nhớt sinh học đó, cưa cực kỳ ngon nha. Và thường thường là Việt Nam mình cưa tầm 18 lít là đẹp, nhưng mà chú kéo lam 1m2 dài quá thì pha 15 lít cho nó vip nha, cho nó máy nó ok. Nhớt này bên con có bán nha. Đây xích đi nha, để xíu nữa sẽ quay clip đóng thùng quay cho chú nha. Với lại báo cho mấy chú luôn là bên con á mua bán lần đầu thì tùy giá trị đơn hàng mà mấy chú cọc nha. Ví dụ mấy 4-5 triệu thì mấy chú chọc con vài trăm thôi, nhưng mà cái đơn lên tới mấy chục triệu là cọc tiền triệu con mới gửi hàng đi nha. Vì mấy tiền triệu này tiền ship không đã rất là cao rồi, chứ chưa kể là tiền này tiền kia nha, thời gian công sức của mình nữa. Đây cái bill của chú ấy đây nha. Bên con mua bán như vậy nha. Rồi mấy chú mua lần thứ hai thì khỏi cọc cho con cũng được, nhưng mà chuyển khoản thì cũng bao ship luôn đó, đó là cái thứ hai. Lần đầu giao dịch thì cứ cọc cho con nha, còn không cọc thì mấy chú lựa chỗ nào không cần cọc mấy chú mua nha. Bên con mua bán có cọc mới gửi, còn khách quen ví dụ mua một lần quay lại lần thứ hai khỏi cần cọc gì hết. Cảm ơn mấy chú đã coi clip nha. Mấy chú ưng máy nào thì cứ alo trực tiếp, con sẽ báo giá trực tiếp. Không mua thì vui vẻ ok, không sao hết nha. Báo giá trực tiếp nha. Mấy chú muốn mua máy thì inbox qua số điện thoại 0376 128 789 hoặc là 0963 907 939 nha. Rồi. Xích là mấy chú xích bên con là toàn bộ là xích bóc cô nha. Về xích bãi thì cộng nào ngon thì con để theo máy, cộng nào tầm trung mà về cưa được ít thì con sẽ đem ra con bán theo sợi nha. Nên là mấy cái máy bãi mà xích nó không đẹp á thì con sẽ vô xích bóc cô mới nha. Xích này xích bóc cô Mỹ nha, cưa thì cực kỳ ngon nha, không thua kém gì tin nha.